Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn ba trận cờ lật kèo tại SEA Games vừa diễn ra giữa Lại Liên Huynh và Nguyễn Thành Bảo. Trận đầu tiên thì Lại Liên Huynh gặp Ngô Tông Hàng của Singapore. Trận đấu này thì Lại Liên Huynh cầm đen thủ hậu, còn Ngô Tông Hàng cầm đỏ đi tiên. Mời bạn thưởng thức.将军。将军。
将军。将军。将军。将军。Đến đây Ngô Tông Hàng phải bắt một mã nên đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem trận tiếp theo. Trận tiếp theo thì Nguyễn Thành Bảo gặp Lô Quốc Hào. Trận này thì Nguyễn Thành Bảo cầm đỏ đi tiên, còn Lô Quốc Hào cầm đen lỗ hậu. Mời bạn thưởng thức.
45 lần mà bạn. Hả? 145 lần mà. Sao đi sớm vậy?将军。将军。将军。将军。
将军。Mời bạn xem trận tiếp theo. Trận tiếp theo thì Lại Liên Huynh gặp cầm thủ Campuchia. Lại Liên Huynh cầm đỏ đi tiên, cầm thủ Campuchia thì cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.
Chương trình. Chương trình. Trên đây thì pháo của cao thủ Campuchia không còn đường chạy nên đã buông cờ nhận thua, và video mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông, mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn, xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.